Xin kính chào quý vị và các bạn. Sóng cao gió lớn đã duy trì nhiều ngày nay ở các vùng biển phía Nam. Hiện gió mùa Tây Nam vẫn chưa có dấu hiệu giảm về cường độ. Khi mà các đường gió mạnh màu xanh đậm dày xít như thế này vẫn đang tập trung ở vùng biển từ Bình Thuận xuống tới Cà Mau ra đến ngoài khơi của Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển này trong chiều và đêm nay cần tiếp tục đề phòng với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng có lúc cao đến 2m50. Ở vùng biển từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận chiều nay gió không mạnh, chỉ khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Nhưng ở đây cũng sẽ có mưa nhiều, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1,50m đến 2,50m. Với vùng biển phía Bắc của Vĩnh Bắc Bộ khả năng cũng chuyển xấu từ gần sáng mai, mưa rông xảy ra rải rác, cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh dễ đi kèm trong mưa, tầm con sát giảm thấp dưới 10km. Vùng biển từ phía nam vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi, ra đến ngoài khơi của huyện đảo Hàng Sa là nơi mà có thời tiết tốt trong chiều và đêm nay. Trời chủ đạo là nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng cao vừa phải từ 0,50 m đến 1,50 m. Trên đất liền Trung Bộ, chiều và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục sẽ có mưa rông với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40 mm, thậm chí là có những nơi mưa vượt 70mm. Thời điểm mưa to và dồn dập nhất là về chiều tối và tối. Đề phòng với nguy cơ ngập úng cục bộ và lốc xét gió giật mạnh có thể xảy ra. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.